Chị có nghĩ sẽ đến lúc nào đó chị kiếm được 1 tỷ? Có chứ. Trong khoảng thời gian? Trong khoảng 3 năm nữa. Ok, đấy là một cái phương án mà em đưa ra. Hợp lý không chị? Chị thấy hợp lý không? Thế thì mình nhẹ nhàng quá, quá hợp lý. Rõ ràng. Trà đá vui. Thì em xin phép hỏi chị một tí. Hỏi thôi. Chị có thường xuyên bán ở điểm này không? Đây là điểm bán hàng ngày của chị. Những ngày nào thì chị sẽ nghỉ? Chỉ là những khi bận việc gia đình thôi. Vậy một năm chị có bán đến 300 ngày không? Có chứ. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Bán từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ui. Cứ cho con cái đi học xong rồi bán thôi. Trung bình một ngày chị bán được bao nhiêu cốc? Những ngày bình thường thì 4 đến 50 cốc. Còn ở đây bán ở chỗ nhà cô hôm đám cưới thì 100, 200 cốc. Đã giờ chị kiếm được 1 tỷ chưa? Chưa. Chị có nghĩ sẽ đến lúc nào đó chị kiếm được 1 tỷ? Có chứ. Trong khoảng thời gian bao lâu dự định? Trong khoảng 3 năm nữa. Nếu mà kiếm được 1 tỷ rồi thì chị sẽ làm gì? Việc đầu tiên vợ chồng nghĩ đến đấy là mua nhà. Vì giờ chưa có nhà để ở. Thế đang ở trọ hả? Đang ở trọ. Chi phí sinh hoạt hàng tháng thì tốn bao nhiêu? Chính chi ly nó rơi vào khoảng tầm 13 đến 15 triệu. Chỉ có hai đứa con nhỏ đi học. Cái công việc này thì nó có tốn nhiều thời gian chị không? Công việc này chiếm thời gian cả ngày của chị. Vậy có đủ thời gian để mình chăm lo gia đình? Có chứ, mình chọn công việc này vì cái thời gian nó có giãn được. Bây giờ là mục tiêu là 1 tỷ đi. Ví dụ như cốc nhân trần của bạn em là 3 tiền. Vậy là 1 tỷ thì chị sẽ cần bán 250.000 cốc. What? Cứ cho là một năm chị sẽ nghỉ những cái ngày cho gia đình. Ngày lễ chiếm khoảng 30 ngày. Vậy là một năm sẽ có 330 ngày để làm việc. Vậy là mỗi ngày chị sẽ cần bán 750 cốc một ngày để đạt được cái mục tiêu là một năm kiếm được 1 tỷ. À không, đấy là mục tiêu của hai vợ chồng mà. Ý em là nếu mà anh cũng làm một quán trà đá nữa, à anh sẽ gánh cái số là 700 cốc, còn chị chỉ cần bán 50 cốc một ngày thôi. Ok, đấy là một cái phương án mà em đưa ra. Hợp lý không chị? Chị thấy hợp lý không? Thế thì mình nhẹ nhàng quá, quá hợp lý. Rõ ràng mình chân yếu tay mềm, mình cần gì phải... Chị là lóc nhà, chị cần chỉ cần có cái mục tiêu này chị về chị truyền đạt cho anh thôi. À, anh cứ thế mà làm. Đấy, anh làm gì cũng được, miễn là một ngày chị thu về 700 cốc. 700 cốc nhân 4 là 2.8 triệu. 2.8 triệu á? 2.8 triệu một ngày. Tỷ thì loanh quanh đâu đó một ngày các anh chị phải kiếm được 3.3 triệu. 3 triệu cho đến 3.3 triệu một ngày. Ok, rất là vui. Chúc anh chị sẽ sớm đạt được cái mục tiêu. 3 năm đến. Không, chỉ trong một năm thôi. Thank you chị nha. 3 năm. Nhân trần rất là ngon. Anh em đến ủng hộ để chị đạt được mục tiêu nhá. Hay luôn.